Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 5, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng khác triệt phá một đường dây vận chuyển tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua gần một tháng nắm tình hình, theo dõi trinh sát, bộ phận trinh sát của đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân phát hiện có một đường dây vận chuyển tàng trữ thuốc lá lậu trên địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân quản lý. Đơn vị đã báo cáo cấp trên và lập kế hoạch điều tra xác minh và tổ chức đấu tranh ngăn chặn. Cụ thể, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6 tháng 5 năm 2024, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật theo thủ tục hành chính tại nhà của ông Phùng Văn Nào, sinh năm 1984, ngụ tại ấp Thành Đông, xã Thành Long, phát hiện 15 thùng giấy cát tông, bên trong chứa 7.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tiếp tục khám xét nhà của ông Huỳnh Văn Em, sinh năm 1970, ngụ ấp Thành Đông, lực lượng chức năng phát hiện thêm 14 thùng giấy cát tông, bên trong chứa 7.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc lá lậu 14.500 gói và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho lực lượng công an huyện Châu Thành, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.